Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với cái truyền thông Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều anh em có nhờ em là giúp em nhờ em giúp là cách hướng dẫn chia sẻ cách là căn chỉnh dàn âm thanh để làm sao cho nó hay nhất. Đó bởi vì là hiện tại các cái thông tin ở trên các cái diễn đàn âm thanh cũng như là trên mạng xã hội rất là nhiều về anh em cũng hướng dẫn và chia sẻ rất là nhiều. Thế nhưng mà em thấy các bác xem nhiều quá thì các bác lại bị kiểu như là bị loạn thông tin. Đó, loạn thông tin. Và có rất là nhiều anh em gọi là thần thánh hóa cách chỉnh lên. Đó. Thì có các bác có phản hồi lại với em như vậy, tức là họ chỉ cho cái này chỉ cho cái kia, nhưng thực tế thì nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì khó cả. Trong một cái dàn âm thanh vang phối không nói, nhưng nếu như các bác đang dùng vang cơ, cục đẩy và một bộ mic, ví dụ các bác đang dùng ba cái thiết bị này thôi và một đôi loa, đúng không ạ? Thì để mà làm sao để nó chỉnh hay nhất thì nó rất đơn giản. Các bác đầu tiên thì các bác sẽ hiểu cho em là bát là gì, chung là gì và chép là gì, đúng không ạ? Rất là dễ thôi, nó chỉ có ba cái đấy thôi. Bát tức là cái âm giải thấp, đúng không ạ? Giải trầm đấy gọi là bát, đúng không ạ? Chung tức là cái giải ở giữa bát và chép. Đó, cái tiếng chung, cái tiếng mà giúp cho chúng ta có cái tiếng mic nó bay tiếng ấy. Còn tiếng chép thì ở đây nó liên quan đến, ví dụ như tiếng mic thì nó là sáng tiếng, hoặc là anh em nghe nhạc nhé. Nghe nhạc anh em thường cho cái để chép nó cao lên để tiếng nó tí tách, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta sẽ đơn giản hiểu 3 phần thôi. Các bác không cần phải hiểu nhiều. Một là bass, hai là chung và ba là chép. Đó. Ba cái phần này đấy là phần mic và phần nhạc. Các bác hiểu cho em như vậy thế thôi. Đó, em cũng biết được rằng là nhiều anh em mới vào, tức là cũng chưa biết gì về âm thanh cả. Đó, thì cũng mua một bộ dàn về, thậm chí còn không biết là chỉnh bát như thế nào để cho nó hay cơ. Đó, tức là họ đang rất là mơ hồ, không có một chút kiến thức nào cả. Đó, thì trong cái video này em sẽ hướng dẫn các bác để làm sao mà chúng ta có một cái chất nhạc hay nhất. Đó, còn đừng nên thần thánh hóa cái cách chỉnh làm gì cả. Đó, bởi vì tất cả các cái dòng vang trên thị trường bây giờ nhé. Đó, tất cả các cái dòng vang bây giờ, em nói đến 98% các cái dòng vang bây giờ, cái cơ bản nó đã hay rồi. Không cần phải can thiệp nhiều, đến là vòng vang cơ và vang số em không nói. Nó là vang cơ, không cần phải can thiệp nhiều để phẳng như thế này. Đó, các bác tất cả để hướng 12 giờ. Đó, thì là cái cơ bản nhé, nó đã hay đến 75% rồi. Đó, thậm chí là nhiều cái bộ dàn mà khi mà ghép lên cả em không cần phải chỉnh gì luôn. Đó, bởi vì là cái cơ bản ấy nó đã hay rồi, bởi vì các cái dòng vang cơ hoặc là vang cơ này số xuất cho thị trường Việt Nam, thì khi họ đã xuất cho đất nước Việt Nam thì họ đã hiểu được rằng là cái người Việt Nam họ thích hát ở cái gu nào. Đó, như trước đây em có đi Trung Quốc ạ, thì cái tiếng micro, cái tiếng reverb và tiếng echo họ hát khác hoàn toàn so với cái cách hát của người Việt mình. Đó, nên là ví dụ như là người Việt mình mà sang Trung Quốc hát thì rất là khó, mà người Trung Quốc mà về Việt Nam mình hát cũng rất là khó, bởi vì hai cái cách hát họ khác nhau. Đó, và những cái dòng vang này đó, họ đã nghiên cứu, họ đã tìm hiểu đó, và họ đã xuất riêng thị trường Việt Nam mình, thì cái cơ bản nhá các bác nhá, nó đã hay rồi. Đó là cái đầu tiên, nên là anh em đừng có thần thánh hóa về cái cách chỉnh. Đó, còn như lúc đầu em nói là anh em chỉ cần hiểu cho em là ba yếu tố, một là bát, hai là chung, ba là chép. Đó, để làm sao để chúng ta có thể là chỉnh cái con vang nó đơn giản nhất và nó hiệu quả nhất, các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ quay gần lại để hướng dẫn các bác từ đẩy này cho đến vang và cho đến mic nhá. Đây rồi các bác. Đầu tiên nói về cục đẩy công suất thì chúng ta, ví dụ các bác đi mua thì chắc chắn là người thợ người ta bán, người ta cũng đã tư vấn cho các bác rồi, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta dùng một đôi full 30 thì chúng ta sẽ sử dụng bình thường ấy, họ sẽ tư vấn cho anh em dùng công suất từ 5 cho đến 600W. Thì ở đây em đang dùng một đôi full 30 thì em cũng đã sử dụng một con công suất là 600W nhá. 600W một kênh. Đó, với cái 600W này anh em dùng đẩy này để mà an toàn nhất này và bền cho đẩy nhất nhá, anh em vẫn mắc cho em. Đó, thế này là an toàn nhất, được chưa ạ?
khi mà mắc rồi thì bắt đầu là cái tiếng âm nó mới ra, nó mới đầy đủ được. Đó, tiếng mic nó cũng đầy được nhá. Đấy, đây là thứ nhất này. Khi để mà chúng ta vặn mắc này rồi thì là ok rồi. Tiếp theo đến vang, đến vang nhá. Đó, vang ở đây thì chúng ta cũng sẽ chia ra, đây em sẽ chia ra ở đây cho này dễ này. Đây là con vang cơ này số, còn vang cơ thì đơn giản hơn nhiều, đơn vang cơ thì nó chỉ có 3 nút bắt chung chép thôi. Đấy. Thế nên các bác cũng hình dung cho em, ví dụ đây là nút nhạc này. Đây các bác có nhìn thấy không? Đấy. Hai cái cột này là cột bát này. Cột thứ ba là cột trung bát này. Cột thứ tư. Đó, thứ tư ở đây nó là cột trung này. Rồi cột thứ năm là trung chép này, và hai cột ngoài cùng nó sẽ là chép. Đó. Thì các bác đơn giản hiểu thế này thôi. Ví dụ đây là phần nhạc, phần music các bác nhá. Music EQ ở đây các bác nhìn này, music này. Thì chúng ta đơn giản là anh em thích nghe nhiều bát cái gu của anh em. Đấy, thích nghe nhiều thì chúng ta tăng lên. Đó, tăng lên. Đấy, các bác có thể tăng lên này. Đó. Còn nếu như anh em thích nghe ít bát thì chúng ta cũng thể là giảm bát, được chưa ạ? Tuy nhiên cái cấu hình ở đây là chúng ta sẽ không áp dụng được cho bất kỳ một dàn âm thanh nào. Bởi vì sao? Thứ nhất là nhiều cái dòng loa thì tiếng bass nó rất là thấp, và có dòng loa tiếng bass nó rất là cao, tức là nhiều bass và ít bass đấy ạ. Thế nên là ở đây là chúng ta vẫn phải nghe để xem là cái mức âm bass của chúng ta nghe thế này đã vừa chưa, đúng không ạ? Cho nên là nó sẽ không áp dụng được. Đó, nên là cái căn bản là các bác phải hiểu về một phần thì sau này chúng ta sẽ tìm ra được nhiều phần hơn. Đấy, từ cái phần 1 rồi cho đến phần 8, đúng không ạ? Còn tự nhiên mà phần 1 chúng ta chưa hiểu thì chúng ta rất là khó có thể hiểu được phần 7, phần 8 về cuối. Đó. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có giải chung này. Đó, thường như anh em chơi nhạc thì anh em hay thích nghe gọi là chung nó thấp như thế này. Em để ý rất nhiều nhá. Tức là bác nào cũng cho chung thấp xuống này. Đó. Kiểu này. Đó, là cho nó thấp hẳn đi. Thế tuy nhiên thì cũng không phải đâu. Thường những cái dòng loa nào nó nhiều giải chung thì chúng ta mới cho thấp trung xuống thôi. Đó. Và các bác phải hiểu rằng khi mà chúng ta chỉnh vang là chỉnh theo loa. Các bác nhé, chứ đừng bắt loa nó phải theo vang, tức là loa của chúng ta thiếu cái gì thì chúng ta tăng cái đó, thừa cái gì chúng ta giảm cái đó. Đó, đấy là cái cách chỉnh. Đấy, loa thì nó có rất nhiều loại loa trên thị trường, đúng không ạ? Nào nó loa nằm, loa phun, loa ba đường tiếng, loa cây, loa cột. Rồi chúng ta có thêm những cái dòng loa chép neo, loa phóng, loa array. Đúng không ạ? Em chỉ nói vân vân qua như vậy thôi là các bác đã biết rằng là nó có rất nhiều loại loa và sẽ phải cách căn chỉnh nó sẽ phải khác nhau. Đấy. Thế nên là về cái phần nhạc này nó rất là đơn giản. Anh em thích nghe nhiều cái gì anh em tăng cho em cái đó. Thích giảm cái gì anh em giảm cái đó. Đó, chứ đừng có nghe bất kỳ một ai mà thần thánh hóa cái cách chỉnh lên, không có đâu. Bởi vì cơ bản nha, trên vang nó đã rất là ok rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần mic, đấy không ạ? Phần mic đây các bác này. Mic và nhạc thì nó cũng tương tự nhau, nó cũng có âm bát, âm trung và âm chép. Đó, cũng đầy đủ luôn, bát trung chép. Thì như vừa rồi, ví dụ anh em nghe mà đây em sẽ ví dụ luôn nha. Ví dụ luôn anh em này, em sẽ ở đâu em để này đã, để alo trước cho các bác nhé. Để này để chúng ta alo trước để xem là cái âm cái anh em test nó dễ hơn nhá. Em sẽ cho nó nhỏ lại. À, xin lỗi các bác, để to quá. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7. Rồi. Đó, âm lượng của chúng ta sẽ phải để nó vừa thôi nhé, to quá như em vừa rồi là vừa dít đấy. Rồi, bây giờ em sẽ chỉnh này. Bây giờ là âm bát đã đầy đúng không? Em giảm hết bát luôn để xem nó như thế nào nhé. Đó, các bác nghe không? Đây là không còn bát nữa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nói như nhẹ mũi luôn đúng không ạ? Đó, đấy là đơn giản là anh em chỉ cần hiểu được là bát là gì, trung là gì và chép là gì thôi. Đây, khi mà chúng ta cho cái bát nó lên, bắt đầu tiếng nó lại ấm trở lại và con tim đã vui trở lại. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng không ạ? Còn bây giờ em cho chép nó xuống nhé. Đấy, chép xuống này. Đây, 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 đây,
nền 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 tiếng nó lại tối đi rồi các bạn này. Đấy đây chúng ta chỉ còn một bát thôi, kiểu như là anh em nghe như là loa đang loa là đang bị cháy tép anh em. Đó vậy nên là chúng ta sẽ phải hiểu được rằng là cái cơ bản đấy, cơ bản là nhà sản xuất nếu như các bác để phẳng hết cho em như thế này nó đã là ok rồi, không cần phải can thiệp nhiều đâu ạ, không cần phải can thiệp nhiều. Đó về cái này thì chỉnh như thế này thì nó sẽ không cần phải can thiệp nhiều mà hú dít nó cũng ít đi, hú dít nó cũng ít đi không? Đó đó nên là bây giờ cái âm bát âm cái phần mic và phần nhạc thì nó chỉ có bát mới chung với chép thôi. Đấy đó nó chỉ có thế này thôi mà các bác, không có gì khó và nó cũng không hú dít đâu. Đấy anh em để trừ trường hợp để to quá thì cái gì nó cũng dít nhé, anh em để nó vừa phải để chúng ta hát đó thì nó sẽ không hú dít. Còn cái phần effect ở đây thì chúng ta em sẽ chuyển sang phần echo, còn hôm nào mà một ngày gần nhất em sẽ làm về vang số để sẽ nói với Hiên về cái reverb nhiều hơn. Thì đây là em đang để ở echo các bác nhé, echo này đấy. Thì bây giờ em vặn echo lên, em để nguyên của nhà sản xuất nhé. Lên ok để em trở lại vặn echo lên. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Đó nó rất đơn giản đấy, 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7. Đó, đây là echo thôi các bác ạ. Đây chỉ là echo thôi. Có reverb thì ở một video gần nhất thì em sẽ hướng dẫn các bác làm thêm echo kết nối với reverb, đúng không ạ? Còn đây là chúng ta đang nói về là chỉnh vang cơ, đúng không ạ? Còn vang cơ nai số thì ngày mai hoặc ngày mốt em sẽ làm vang cơ nai số và ngày nữa thì em sẽ làm về vang số nha. Đó thì khi mà các bác đã làm được chủ được cái con vang này rồi, đẩy thì nó không có gì rồi, đẩy nó vẫn mắc này, vang thì là chúng ta cái cơ bản là chúng ta để mặc định này. Đó sau đó thì các bác thích loa thiếu bát tăng bát, loa thừa bát giảm bát, loa thiếu chép tăng chép, loa thừa chép giảm chép, thế thôi, rất đơn giản thôi chứ không có cái gì khó cả. Còn là phần mic đấy, phần mic này thì các bác lưu ý cho em này. Đấy mic thì ví dụ để em xem nha, mic này thì em để mắc thì nó sẽ là bao nhiêu. Đấy, mic đây là volume của mic này 6 7 30 nhá, 30 thì các bác để ở cho em 20 hoặc 21 rồi đấy, 20 này các bác để cho em 20 đi nhá. Để 20 nha, để làm gì? Thứ nhất nếu như các bác để mắc thì cái tiếng mic nó sẽ bị vỡ, mặc dù chúng ta đã khống chế tiếng mic ở trên vang rồi nó vẫn ít nhiều là vẫn vỡ các bác nhá, nghe nó không được tròn trịa đâu. Thế là riêng về mic ấy, các bác cứ để cho em ở phần 2/3. Đấy, 2/3 của tổng âm lượng. Đấy, không có gì cả. Thế này thì là chúng ta có thể là có ngay một bộ karaoke đơn giản, ngon lành cành đào rồi. Chứ còn như thời gian vừa qua rất là nhiều anh em có hỏi em cách chỉnh này, cách chỉnh kia. Thật ra nó không có gì khó, chỉ là các bác không chịu tìm hiểu thôi. Đó, và hy vọng cái video này thì cũng sẽ giúp được các bác là hiểu hơn, cách chỉnh nó đơn giản hơn để chúng ta có thể làm chủ được một dàn karaoke. Và các bác thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.